Xin chào tất cả bạn. Clip được thực hiện bởi kuto.vn. Đây là bộ nồi GSW của Đức. Bên Kuto mình mới nhận được cho khách và đang đóng để chuyển về. Vì vậy mình sẽ làm một cái clip review ngắn và nhanh để cho mọi người thấy được cái hình ảnh thực của bộ nồi này. Thực tế bộ nồi đang được khuyến mại nên là mình có mua về cho khách. Đây, toàn bộ nồi đều được làm bằng thép và nó được mạ một cái lớp men, và cái chất liệu của bộ nồi GSW thì nó không chứa cái niken, vì vậy mình cho những người mà dễ dị ứng thì đây là một chất liệu rất là tốt. Gồm có 4 nồi, thì nồi to nhất ở phía bên trên này có đường kính là 24 cm, các bạn thấy bên trong là mạ men trắng. Và một nồi tiếp theo là đường kính là 20 cm. Một nồi bé cỡ 16 cm. Và một cái xanh cỡ 16 cm. Và bạn nhìn thấy là nó mạ men hoàn toàn. Bên dưới này có ghi rõ luôn cho các bạn về cái logo của thương hiệu, để các bạn có thể nhận biết được thương hiệu này, cũng như là các cái biểu tượng mà các bạn có thể sử dụng. Thì bộ nồi này có thể dùng cho tất cả các cái loại bếp, từ bếp từ cho đến bếp ga và bếp hồng ngoại, bếp điện. Màu sắc bộ nồi rất là đẹp. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem clip. Để đặt hàng xin mời các bạn vào website guto.vn hoặc liên hệ qua Facebook hoặc qua số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.